Rồi cô bác, bữa nay mình đi ra vườn nha. Đó, thay đổi không khí nha cô bác. Cái tay cầm lũ khủ cho kẹp nách thêm cây cưa nữa nè. Lấy cây cưa nha. Ôi giời, dính luôn rồi, dính vô cái áo luôn rồi. Cây cưa cái này cô bác, vũ khí đầy đủ hết ha. Một cái ca nước. Không phải ca nước nữa, cái ca này là cái ca đu đủ. Cây cưa, cái chân cố định thì sẵn đi ra vườn rồi mình quay một đoạn để thay đổi không khí hết cô bác. Ở trong cái vườn nè, vừa trái nóc chân cô bác thấy quả xả trái luôn, rồi quay ngược sáng không thấy đường luôn. Còn đây là mấy cây xoài thái ở phía bên trong nè cô bác, xoài thái, thanh long và xoài ở ngoài tùm lum hết luôn. Đó. Còn ở dưới đây là rau găm, mít đó cô bác, mít trái, trái mít đó. Một cái bụi trúc và còn sâu sâu ở bên trên nữa. Nhưng bữa nay mình không có đi lên mấy cái vườn ở xích ở trên đó cô bác, mình tới đây là dừng rồi đó. Là bữa nay là mình đốn mấy cái cây điên điển ở đây nè cô bác, thấy là điên điển đầy ở trong trơn này. Cây điên điển ở trong đó cô bác nè, cây điên điển nè, mà mình sẽ cưa nó sát gốc hết để mà mình dọn dẹp để cho nó gọn rẻ lại cô bác, thấy hết hồn luôn. Để mình nhích tới một chút xíu nha, lỡ cùi xích tới luôn cô bác thấy nè ha, lỡ về là chút xíu quay cho cô bác coi. Đậu gồng nè cô bác, đậu gồng trái nhúc trơn nè cô bác. Nè trái đậu gồng, đậu gồng này ăn sống cũng ngon, ăn lẩu cũng ngon, mà mình xào ăn cũng rất là ngon luôn cô bác, đậu gồng á. Còn ở trên là cây mơ đó cô bác, cây mơ trái nhúc trơn ha. Con trái chín ở trên kìa cô bác, con trái chín ở trên đó cô bác thấy ha, mấy con ong nó bu lên nhóc trơn đó, trái chín nó thăm thăm cái trái luôn nè, cây mơ đó cô bác. Nó khác với trái mít chút xíu là cái múi nó hơi vàng hơn trái mít, nó hơi đỏ đỏ. Rồi cái gai của nó là nó không có bén như cái gai của trái mít cô bác, cái gai trái mít nó bén, còn cái gai trái mơ nó phẳng, nó gần như không có gai luôn vậy đó. Đó. Đây là trong vườn. Nó cô bác, thì mấy cái ổi hôm nay mình tỉa xong mấy cái ổi nè cô bác, mà cô bác thấy này giống như là cây cảnh vậy đó ha, mấy cái ổi. Rồi bữa nay là mình là tới là xử lý mấy cái cây điên điển này. Trời ơi cò kìa, ôi cái con quá xá bự luôn cô bác, bay con nó còn dạt chứ không phải con cò. Ở bên này cái ao bên này cũng mấy cái ổi mình cũng vừa làm xong rồi cô bác. Cô bác thấy hả? Ở dưới đó có cái con cò chết đó cô bác, ở dưới ao đó là cò về đây buổi chiều tối, cò về rất là nhiều luôn cô bác, nhưng mà người ta gìn bắn á, người ta nửa đêm người ta âm thầm người ta gìn người ta bắn, thành ra không có cách nào mà để bảo vệ con cò được đó cô bác, không thể nào đó. Người ta bắn âm thầm, người ta đâu có đốt đèn đâu cô bác, có bắn ô chết tùm lum hết. Mình viết bảng rồi cô bác thấy là bảng cấm là đầy vườn, đây bảng đó bảng, đằng kia bảng, rồi ở ngoài này một bảng, cô bác thấy là bảng đầy hết luôn, nhưng mà người ta bắn thì vẫn bắn, có nghĩa là người ta cố tình đó cô bác, người ta cố tình bắn thì mình cũng không có cách nào mà mình trong suốt đêm được. Chứ chắc nào mà nghe cò kêu thì mình xách cái đèn gọi, nhưng mà gọi quá thì cò nó lại sợ nó bay đi với cô bác, thành ra nó cũng khó chăm bề. Cái này cố tình thì cũng rất là khó luôn. Thôi mình trở lại cái việc chính bữa nay là cưa mấy cây điên điển nè cô bác. Thì mình cưa bằng cái cưa này nè cô bác, cây cưa này rất là bén luôn, và mình thay lử được luôn cô bác. Cái cưa này cưa gời ha, mình thay lử được luôn. Cưa này là cưa găng ngược nha cô bác, khác với cây cưa thường của mình, bén rất là bén. Cưa này là khoảng 60-65 ngàn một cây thôi cô bác, bán ở chợ đầy luôn, rất là bén. Thì cái ao này là không có nuôi gì hết cô bác, không có nuôi gì hết. Trước đây mình trồng điên điển nè, mình bỏ hoang phế, lu bu công việc hết trơn rồi không có cái thời gian, rồi bỏ nó, bây giờ nó chết khô rồi. Bây giờ cưa hạ nó xuống để cho nó gọn ghẻ lại.
rồi để mình kiếm cái chỗ nào mình gắn cái chân cố định rồi mình cưa. Thì mình cưa mẫu ở đây thôi cô bác, cũng giống như là mình làm hình thức để quay phim giả dối vậy đó. Chứ mình cưa mà cưa cố định đằng cái chỗ đằng kia cưa lại đó cô bác, thì không có chỗ để mình quay phim cản. Thì cưa ở đâu cũng được à, thôi thì mình cưa bắt đầu ở ngay cái chỗ trống trống nè, để quay để cô bác tượng trưng một thằng phần nào mình dễ nhìn thấy hết cô bác à, cái cây nè thay đổi không khí chơi. Chứ cái này làm cái kiểu giống như hình thức, giống như mấy cái người mà người ta làm cái lễ mà khởi công công trình đó cô bác, lấy cái xẻng chút xíu cái dít miếng đất cái là rồi đó. làm hình thức đó cô bác, màu mè đó. Rồi này là mình cũng màu mè nữa nè à, thì đáng lẽ là mình sẽ cưa từ ở cái cua đó cô bác, mình cưa vòng qua đây nhưng mà thôi bây giờ mình cưa ngay ở cái chỗ trống này trước ha, để cô bác mình xem cho nó dễ à, có nghĩa là mình tham khảo mình cưa như thế nào cô bác, cưa coi nó có khác người hay không á. Kiếm cái chỗ nào để cái máy cho sọt cái máy vô và kiếm cái chỗ sọt cái máy, cô bác ngưng chút xíu nha. Cô bác, vậy là nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ mà mình mới có cưa được có một khúc thôi cô bác, để mình quay phim màn hình với ba vùng vòng để cô bác tham quan chơi nha. Đó, còn một cái khoảng rất là nhiều luôn, mình mới làm được khoảng 1/10 thôi cô bác, còn mênh mông luôn nè, quá xá luôn rồi. Đó, trong cái ao của mình đang thi công công trình đó cô bác, ở cặp mé là điên điển đó. Đó, mình đang quay phim màn hình lại nè để nói chuyện trực tiếp. Còn mênh mông luôn ở đằng sau nè cô bác, để mình nhóc cái camera lên, tại đưa camera lên cao quá thì nó chói nắng cô bác không thấy được. Còn ở bên phải của mình cũng còn nữa nè cô bác, mình thấy nè, để mình hạ camera xuống. Còn mênh mông luôn, để mình bay cặp theo mấy cái bờ điên điển để cô bác mình tham quan nha. Đó, cô bác nhóc chân ha. Đó. Còn mênh mông gì đó cô bác, nhạt gốc hết. Giờ quay ngược về ở phía sau, ở cùng cái ao đó cô bác. Đó, cùng cái ao ở đằng sau đó. Thì ở đây là mình trồng là giáp ao luôn đó cô bác. Cái ao này cái chiều dài là khoảng 70m và chiều ngang là khoảng 12m đó cô bác. Rất là rộng luôn. Cưa hết cái này chắc cả 2 ngày. Bên này thì nhiều hơn nè cô bác. Bên này nhiều hơn. Cái cây cũng to hơn cái cây cái chỗ của mình đang cưa luôn à, tại vì cái chỗ mình cưa đang cưa thì nó hơi bịch à.
Còn bên đây thì cái ánh nắng nó chiếu trực tiếp, cái cây nó tốt hơn. Đó, giờ quay ngược lại cái hướng của mình đây. Từ từ cô bác sẽ thấy ở trên bờ có một cái tên áo trắng, nó đang cầm cái gì nó cúi cúi cái đầu đó cô bác. Đây. Rồi, để mình bay cao lên để cô bác mình tham quan nha. Tham quan cái ao của mình nè cô bác. Để mình ve ra làm sao chút xíu nữa. Chưa hết cái ao luôn cô. Thì cái ao bên trái á cô bác thì cũng có trồng nhưng mình cưa rồi. Còn cái ao ở giữa nè, ở giữa là bữa nay là mình đang cưa nè. Còn cái ao bên trái thì mình cũng cưa rồi. Còn cái ao bên phải thì không có trồng cô bác. Ao bên phải thì không có trồng. Rồi, chắc này mình trở xuống nghe. Rồi, để mình quay qua mấy cái gốc điên điển đang cưa để cô bác mình tham quan nghe. Chứ quay qua mặt mình ói chết à. Đó, chắc này mình mới cưa được có nhiêu đó cô bác. Để hạ thấp xuống chút xíu nữa. Đó, cưa được nhiêu đó. Chỗ mình mới cưa xong nè cô bác. Nó mình mới cưa được nhiều đó đó. Bay hồi chắc lọt cái ấm xuống ao luôn quá. Cái giấc này mình bay cách mặt nước là khoảng hơn 1 mét đó cô bác. Rất gần luôn, nước giãn sóng luôn. Ban hồi chắc lọt cái ẩm quá. Đó, chắc này quay lại cái hướng này cô bác mình dễ coi hơn nè. Mới cưa được nhiều, cái này giống như là trong cái phim Đất Phương Nam vậy đó cô bác. Đã ghê ha. Mênh mông luôn. Rồi. Chắc này trở về lên cô bác ơi. Xong rồi đó. Cắm luôn. Landing. Rồi, vừa rồi là mình đã bay một vòng để cô bác tham khảo chơi. Thay đổi không khí chút xíu ha cô bác.
Thì thực ra nãy giờ mình làm được khoảng 1 phần 10 thôi cô bác, khoảng 1 phần 10 thôi. Từ đây cái cua này dòng qua đó khoảng 1 phần 10 thôi. Và cả nửa tiếng đồng hồ đó cô bác. Mà mình chỉ được khoảng chừng 20 mấy mét thôi. 20 mấy mét thôi. Tại vì nó dày lắm cô bác. Ở đây mình trồng rất là dày. Để mình quay cái đoạn này để cô bác mình xem. Mình trồng rất là dày nè cô bác. Dày như vậy nè. Thành ra mình cưa rất là lâu, nó khít cây chứ. Khi mình trồng là khoảng 3 tấc là một cây đó cô bác. Khoảng 3 tấc là một cây. Thành ra mình cưa giờ nó rất là lâu. Mình sẽ đi vòng lại cái chỗ kia, mình sẽ quay tật cận cảnh để cô bác mình xem giải trí chơi. Thì ở đây là thiên lý đó cô bác, mà bây giờ nó bịch quá rồi, nó chết gần hết rồi. Và ở đây bây giờ trở thành cái vườn cò cô bác dòm nè. Còn nó ỉa trắng hết trơn nè. Mấy đợt nó về nhiều dữ lắm cô bác, nhưng mà bị bắn quá rồi. Bây giờ nó cũng tản bớt, bây giờ cũng không còn nhiều hung. Bây giờ một đêm còn chừng vài trăm con rồi cô bác. Cái đợt trước nó nhiều rồi, chừng 3-4 ngàn con có. Nó đậu là kín lá dừa luôn. Cô bác mình nhìn thấy phân cò là cũng đủ biết ha. Giờ nó sợ quá, nó bỏ đi hết rồi. Còn chỉ còn một số con thôi. Rồi dừa ở đây cũng bắt đầu có trái nè cô bác. Bắt đầu có trái rồi đó. Dừa này trồng khoảng 3 năm rồi. 3 năm hồi trước là mình trồng mít nè cô bác. Trồng mít tao nó kín cái bờ này hết. Nhưng mà ngặt cái mít rồi, cái cò bán không ai mua. Rồi bắt đầu mình cưa bỏ mít. Bây giờ trồng lại dừa. Dừa bắt đầu có trái rồi. Hồi cái máy của mình sao mình nó chắc tắt cái màn hình hoài không biết. Ở dưới nè, giấc này mình quay cận cảnh tham quan nha cô bác. Ôi, họ chắc nhảy xuống dưới địa luôn á. Cô bác biết thấy cái lá ổi mà toàn là phân cò không nè. Mình cưa nè cô bác. Nãy giờ cưa nè, cô bác thấy nè. Gốc nè. Thì cái gốc này nó cũng to lắm cô bác, chứ không phải nhỏ. Cầm đồ nứt trơn rồi, sao mà quay được đây không biết. Đây nè cô bác, cái gốc này để không cầm gì phải cô bác. Đây là cái gốc nó bị lớn nè cô bác. Cái đường kính cái gốc này là khoảng 4 phân đó cô bác, 4 phân, 5 phân. Thì dài lên chứ. Khít cây hết rồi cô bác, thành ra nó lâu. Cái cây này thì cưa nó nhẹ, cây đường điển thì cưa nó cũng không có nặng hung của cô bác. Mình thấy khít cây chưa ha, cưa đã luôn. Rồi, giấc này mình sẽ để máy cố định này quay tiếp đó cô bác. Rồi cô bác, giấc này gắn máy cố định ở đây quay với cô bác xem cận cảnh nha. Ngồi chắc lọt tuốt cái máy dưới sông nữa quá. Thank you.
Rồi cô bác, mình chỉ quay một cái đoạn trích ngắn để cô bác thay đổi không khí chơi ha. Chứ cái này mà quay hết từng chi tiết chắc cái này thành một cái series 80 tập quá. Rất là mệt luôn. Rồi thì mình quay sơ một lần nữa, còn mình sẽ kết thúc cái bộ phim này ha cô bác. Cái này để chủ yếu là mình thay đổi không khí chơi cô bác. Cái cảnh ở quê, còn mình quay chính thức là những cái series đi chỗ này chỗ nọ rồi vân vân. Cô bác coi viết cũng ngán à, nên mình trở về quê giống như là cái phim Đất Phương Nam vậy đó. Dọn cây điên điển nè cô bác. Còn mấy cái cây này đợt trước á mình cưa, mình bỏ xuống ao này, bỏ xuống ao này tại cái mùa nước có quá không có chỗ để, không có chỗ để, cái mình cưa hạ xuống ao. Bây giờ bữa mình cũng lôi lên nữa, bây giờ cái mùa khô rồi mình lôi lên, chứ cái mùa nước bữa hổm thì không có cái chỗ để mình để cô bác, mình phải bỏ tạm dưới ao. Bây giờ mình phải lôi lên, nhưng mà trước khi lôi lên là phải hạ hết mấy cây cây này xuống, hạ hết toàn bộ luôn. Cũng còn mênh mông luôn. Nó quá, còn ướt trơn luôn nè. Tha hồ mà chưa luôn. Quá mình thấy ha, họ cái màn hình sau mà nó mất tiêu hoài không biết. Giấc này là mình được khoảng 2/10 rồi đó cô bác, còn 8 phần nữa. Rồi tới đây mình ngưng hả cô bác, quay nữa à. Cái phim dài quá mà lòng vòng nó cũng có nhiều đó. Cô bác xem phân cò nè, trắng hết trơn hả cô bác. Lông cò của bác mình thấy cũng là giống như là cái chuồng vịt chứ. Cô bác thấy nè, này trắng hết. Giờ lông của nó cô bác dòm nè, tưởng tượng như là ở đây là mình nuôi vịt vậy đó cô bác. Đó, màn hình tắt nữa rồi. Giống như ở đây là mình nuôi vịt cho cô bác coi nè. Lông cò hết hồn luôn. Rồi, ngưng ở đây hả cô bác. Hết cái phim này luôn. Hết cái series đi Sóc Trăng Cà Mau này mình cũng không biết quay ở đâu luôn. Rồi, phim này mình ngưng ở đây hả cô bác.